nay tôi tiếp tục có dịp làm cái video nữa, hướng dẫn các bạn kiểm tra cái máy in Epson, máy in Epson 1430W. Với cái máy in này thì các bạn đã thấy ở đây, hiện tại bây giờ máy đang bị một cái tình trạng đó là gì ạ? Hai đèn wifi báo chớp liên tục, và một cái đèn đó là gì? Đèn báo giấy và kẹt giấy cứ chớp đỏ. Thì cái máy này bị lỗi gì? Thì đối với trường hợp này thì máy bị lỗi gì? Thế thì chúng ta in thử ở trên phát lệnh in, và khi chúng ta phát lệnh in ở trên cái máy tính á, thì máy sẽ báo cái lỗi gì, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ thử in thử trên máy tính cho các bạn thấy nhé. Tôi vào trong Control Panel, tôi vào trong phần là gì, Setting, rồi tôi vào trong phần là gì, Green, Green Fuck đó. Rồi tôi kiếm đến cái phần là gì ạ, quản lý của cái máy này. Tôi chọn vào cái mục là Green. Sau đó tôi tiến hành tôi in thử. Khi tôi in test thử thì trên máy in của tôi, trên máy tính của tôi nó báo lỗi. Nó báo lỗi. Đó là gì, báo lỗi về bốn cái hộp mực là của cái máy này, trên máy màn hình máy tính đây, các bạn thấy đây, báo lỗi bốn màn hình, bốn hộp mực của máy tính này đều là gì, hết rồi. Như vậy với trường hợp này tôi có thể phỏng đoán là gì ạ, cái máy in này đang bị cái lỗi là gì, không nhận được mực, nó đang không nhận được mực, không nhận được chip mực. Hai là gì ạ, là máy này đang bị một cái bệnh nữa, đó là gì, là bị tràn bộ nhớ đệm. Tràn bộ nhớ đệm có nghĩa là gì? Hết mực của máy rồi, tràn bộ nhớ đệm, hết cái counter của máy rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là gì, gắn lại. Đầu tiên là để khắc phục thì tôi sẽ kiểm tra gắn lại cái bộ mực này, cái bộ mực liên tục này xem như thế nào. Thế để gắn lại thì tôi phải đưa cái bệ đầu phun nó đi ra phía ngoài xíu, để nâng cái đầu phun này lên đó. Thì tôi đưa cái đầu phun này lên và tôi gỡ tay đây, tôi tháo cái bộ mực này ra để xem nó như thế nào. Thì ở đây là cái bộ mực tiếp mực liên tục cho cái máy, và đây là con chip, con chip. Thế tôi gỡ ra tôi gắn lại thử xem nhé, gắn lại thử xem sao. Tôi gắn lại, tôi mở nguồn cho máy. Như vậy là gì, vẫn chớp đúng không ạ, nó vẫn bị chớp và không hết cái lỗi này. Tôi thử nhấn cái nút để đẩy đầu phun ra, và tôi thử nhấn layer trên cái máy không sao.
Tôi tắt cái máy đi và tôi khởi động lại máy. Tôi đã gắn lại mực đó rồi. Tôi tắt máy đi và khởi động lại máy. Sau khi tắt máy đi và khởi động lại máy thì các bạn lại thấy nó có một cái hiện tượng là gì? Là bây giờ là nó chớp hai đèn đúng không? Máy chuyển sang tình trạng là chớp hai đèn liên tục. Đó, chớp hai đèn liên tục và trên máy tính phát lệnh in. Trên máy tính phát lệnh in. Thì nó sinh ra trên máy tính phát lệnh in thì nó sinh ra báo lỗi là gì? Báo lỗi là 6 màu bị gạch luôn. 6 màu bị gạch luôn. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đi là gì? Là đi dùng cái phần mềm để tôi reset lại cái bộ đệm này của cái máy này xem như thế nào. Tôi reset phần mềm, reset lại bộ đệm của máy này như nào. Sau khi tôi đã download được cái phần mềm reset về thì bây giờ tôi tiến hành tôi chạy cái phần mềm reset này lên để tôi reset cái máy này. Đó, thì sau khi mà tôi download phần mềm, tôi chạy phần mềm này lên thì tôi để reset thì tôi chạy phần mềm này lên, tôi chọn Advanced. Rồi tôi chọn Show Advanced Function. Tôi chọn Show Advanced Function và bắt đầu nó hỏi tôi là gì? Yes, no, chọn cái chức năng, có chọn chức năng này không, tôi yes. Sau đó tôi chọn vào reset. Nó sẽ mở cho tôi một cửa sổ. Ở trong này nó có một cái file zero. Tôi chọn vào file zero. Sau đó tôi chọn vào là gì, real world. Và trên máy báo là gì, thành công. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Thì các bạn hãy vui lòng comment hoặc là share, chia sẻ các video này cho những người Việt khác có thể được xem cùng với các bạn. Và nếu như mà có thắc mắc gì hoặc là những cái gì mà chúng tôi làm có vấn đề gì đó các bạn không hiểu hoặc là gì ạ, các bạn có những cái đóng góp ý kiến để giúp cho chúng tôi có thể làm được những cái video chất lượng hơn thì các bạn cứ vui lòng comment ở bên dưới kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Chào tạm biệt.